trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đặc nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân! Yeah! Chào tay! Chào! Cùng đi hy sinh các ngày tháng xa vì tương lai quốc dân cùng sống pha phát tan, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên cơn khó thù nước với máu đầm bye.
đề tiếp theo sau đây. Kính mời quý quý vị nghe một bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại hùng vì nước bên hay cho muôn người tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, ngày vui chia ấm, xóa tan bao nỗi lòng than. Việt Nam Đào Minh Quân, sông núi soi sáng khắp địa cầu. Dân Việt bên thân mình ngày ngày chăm lo việc nước, một lời thề vì dân chiến đấu, quan ngại hùng vì nước yên sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, cơ đồ hồn thiêng sông núi soi sáng khắp địa cầu, anh lên soi sáng khắp địa cầu, soi sáng khắp địa cầu. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Tôi là Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm, cùng toàn thể quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Trước tiên, chúng tôi kính mời đồng bào cùng nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại địa điểm diễn đàn livestream Nữ Quân Nhân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ vinh quang hạnh phúc, trường cửu,
mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời anh chị em cùng tham gia theo dõi chương trình ngày hôm nay để ủng hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, vị lãnh đạo kính yêu của chúng ta. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Chương trình Tiếng Nói Đoàn Nữ Quân Nhân xin hân hạnh tiếp tục ra mắt cùng quý vị. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Hôm nay chúng tôi rất vui được trở lại chương trình để gặp anh chị em tại nơi đây. Chúng tôi vinh dự phổ biến những thông tin chính xác, hữu ích, giá trị từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến cho đồng bào, bà con, cô bác, các anh, các chị và các em, các cháu trên toàn thế giới. Người dân Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là đã có một đấng minh quân gọi là cứu nhân độ thế. Cho nên chúng ta có một cái chính phủ thật sự để mà trở về lo cho dân. Cho nên chúng ta cũng phải theo dõi những cái thông tin từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Để tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ đọc thông báo. Hiện nay cái nhà nước và quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tay sai của Cộng sản, thì do 496 tên gian tham độc ác mua danh dân biểu để lừa đảo dân chúng hơn 10 năm nay, cần phải bị dẹp bỏ nha quý vị. Những tin tức từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra rất là quan trọng, mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu. Thì bây giờ trước tiên chúng tôi xin sẽ đọc ra những cái thông báo này. Cái này không phải là thông báo, mà cái này là coi như là chúng ta là người dân Việt Nam đó, thì chúng ta cũng cần phải biết rõ chính điều này mới hưởng được quyền lợi của quốc gia Việt Nam và không bị mất nước vào tay tàu cộng. Thứ nhất, Hồ Chí Minh là gián điệp tàu cộng, chỉ cần DNA, tức là ADN, xác của Hồ Chí Minh đang quàn tại Ba Đình, thì sẽ biết rõ Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, nha quý vị. Điều thứ hai, Hồ Chí Minh tàu cộng đã lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam là của tàu cộng, không phải là của người Việt Nam, nên không có quyền hành gì với người Việt Nam và người dân Việt Nam, không cần phải tuân lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là của người Việt Nam,
thì cái nhà nước do chúng đẻ ra cũng không phải của người Việt Nam. Không thể đại diện cho toàn dân Việt Nam. Đúng vậy. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam là do cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi, điều thứ tư. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không đại diện cho toàn dân Việt Nam. Thì không thể đại diện cho nước Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Điều thứ năm, quốc tế vẫn phải giao dịch với cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì người Việt Nam than oán về nhà nước Cộng sản Việt Nam này mà chưa nói lên cho thế giới biết nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam này không do dân bầu mà do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng ra một cách bất hợp pháp để cướp chính quyền quốc gia Việt Nam, không phục vụ lợi ích cho nhân dân Việt Nam mà còn áp bức, kìm kẹp, chống lại nhân dân Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới đã biết nhà nước Cộng sản Việt Nam là phi pháp, nhưng họ không có quyền can thiệp vào nội bộ một nước khác. Do đó, chính người Việt Nam là chủ của đất nước, phải tự nói ra thì thế giới sẽ lắng nghe. Điều thứ sáu, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hậu thân của Việt Nam Cộng hòa, do ba thế hệ Việt Nam khai sinh, được sự nhìn nhận của ba đời Tổng thống Hoa Kỳ, đã liên lạc với 28 nước Âu Châu, đã nộp đơn kiện tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tòa Hình sự Quốc tế, đang tạm thời đại diện cho nước Việt Nam cho đến khi toàn dân bầu ra một chính phủ mới chính thức hợp pháp đại diện cho nước Việt Nam. Điều thứ bảy, các giao kèo hợp đồng nào ký kết với Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phi pháp đó sẽ vô giá trị, không được toàn dân Việt Nam nhìn nhận và sẽ bị hủy bỏ sau khi nhà nước Cộng sản Việt Nam này bị giải tán. Điều thứ 8, mỏ dầu khí vĩ đại trong thềm lục địa của Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, không phải của đảng cướp Cộng sản Việt Nam. Tất cả quyền lợi khai thác mỏ dầu này phải chia cho toàn dân Việt Nam thụ hưởng. Điều thứ 9, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẵn sàng ký những giao kèo và hợp đồng mới với các quốc gia và những hãng thầu nào muốn khai thác mỏ dầu khí của Việt Nam nhằm tạo lợi nhuận hợp pháp cho hai phía và chia cho mọi người Việt Nam được thụ hưởng, chứ không có chui vào cái túi riêng của bọn tội ác đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham nhũng thối nát kia. Đây là chín điều mà chúng ta là người dân Việt Nam đó, là chúng ta cũng cần phải biết được cái chín điều này. Thì hôm nay chúng tôi cũng phổ biến ra đây để chúng ta biết được cái điều thứ nhất đó, là Hồ Chí Minh nó chỉ là một tên gián điệp tàu cộng, đúng không? Nó chỉ là một cái tên tàu cộng thôi. Thì quý vị biết đó, nó qua nó cướp chính quyền, đầu tiên là cướp chính quyền miền Bắc năm 1945, rồi sau đó cướp luôn cả miền Bắc. Thì bây giờ cái xác của Hồ Chí Minh đang hoàng tại Ba Đình, đúng không quý vị? Thì đến khi mà Đức Quốc Công về nước đó, sắp tới đây, thì sẽ cho thử, tức là xét nghiệm, gọi là ADN. Xét nghiệm ADN với một người cha mà ở Đồng Tháp Cao Lãnh đang chôn, đó là Nguyễn Sinh Sắc á, đang chôn ở Đồng Tháp Cao Lãnh á, thì sẽ lòi ra cái chân tướng là Hồ Chí Minh là không phải là người Việt Nam. Thì chừng đó người dân Việt Nam, toàn dân Việt Nam chúng ta sẽ té ngửa ra là mới biết được. Tại vì có nhiều người còn binh vực lắm, nhiều người trong nước còn binh vực Hồ Chí Minh, nói Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, nói Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, đúng không?
Nhưng mà một ngày sắp tới đây, khi mà ADN, tức là cái khoa học á, chúng ta phải nhờ đến khoa học để xét nghiệm cái huyết thống là Hồ Chí Minh là con của Nguyễn Sinh Sắc đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, thì lúc đó sẽ lòi ra cái chân tướng ngay nha quý vị. Đó. Rồi, cái điều thứ hai đó, thì khi mà Hồ Chí Minh là tàu cộng rồi thì sao? Đó, rồi cướp cái miền Bắc, rồi cướp miền Nam, cướp miền Bắc để lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đương nhiên cái Đảng Cộng sản Việt Nam này là của tàu cộng rồi, đúng không quý vị? Đâu phải là của người Việt Nam, đúng không? Rồi, không phải là của người Việt Nam, cho nên không có cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có quyền hành gì. Không có cái quyền hành gì mà đối với người dân Việt Nam chúng ta nha quý vị. Cho nên chúng ta không cần phải tuân theo một cái gọi là hiến pháp, hiến chương, cái gì luật lệ gì của cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cả. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng ăn cướp, chứ không có phải là do dân bầu. Đó, là do cái tên thổ phỉ Hồ Chí Minh gián điệp tàu cộng, nó vào nó cướp nước ta, nó lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi từ cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó nó mới lập ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này cũng không phải là của người Việt Nam. Chúng ta phải khẳng định cái điều này. Người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay phải sáng mắt, sáng lòng, phải tỉnh thức và phải biết được cái điều này. Cho nên cái nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam hiện nay không phải là của người dân lập ra và không phải phục vụ cho quyền lợi của người dân chúng ta tại Việt Nam. Đó. Chính vì vậy mà cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này không có đại diện cho toàn dân Việt Nam và không thể đại diện cho nước Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nha quý vị. Cái Đảng Cộng sản nhà cầm quyền này, Đảng Cộng sản Việt Nam không có đại diện cho người dân Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đâu nha quý vị. Đó, chúng ta phải nắm rõ cái vấn đề này. Còn quốc tế đó mà vẫn phải giao dịch với cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là chẳng qua là tại vì nước quốc gia Việt Nam chúng ta có 100 triệu người dân, thì đương nhiên là quốc tế phải công nhận đây là nước, đây là một cái quốc gia Việt Nam, chứ không có công nhận cái Đảng Cộng sản Việt Nam nha quý vị. Chúng ta phải phân biệt điều này. Tại sao quốc tế phải công nhận quốc gia Việt Nam? Tại vì một đất nước mà chúng ta có dân, chúng ta có gần 100 triệu người dân thì phải công nhận mà thôi nha. Và cả thế giới ngày hôm nay biết rồi, tức là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này không có do dân bầu, không có do dân bầu, mà do Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nói là nó dựng ra. Nó dựng ra từ cái tên Hồ Chí Minh một cách gọi là bất hợp pháp, gọi là phi pháp. Cho nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là một nhà cầm quyền phi pháp, và Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng cướp, quý vị có biết không? Cướp nhà, cướp đất của dân biết bao nhiêu mà nói, từ Nam Trung Bắc, để cho người dân Việt Nam chúng ta gọi là tiếng kêu gào, than khóc, thấu tận mây xanh. Quý vị thấy không? Tại vì sao? Tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không phải do dân bầu lên, không phải do dân thành lập, mà do cái tên thổ phỉ Việt Giang gián điệp tàu cộng Hồ Chí Minh, nó qua nó cướp miền Bắc, nó cướp miền Nam chúng ta, để nó lập ra cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Cho nên toàn dân Việt Nam của chúng ta nên biết rõ, nên thức tỉnh và nắm rõ cái vấn đề này. Để làm gì? Để chúng ta lật đổ Cộng sản, để chúng ta ủng hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trở về nắm chính quyền tại Việt Nam, nắm chính quyền để mà lo cho dân nha quý vị. Và quý vị nên biết rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hậu thân của Việt Nam Cộng hòa, mà ngài Đức Quốc Công đã được ba thế hệ Việt Nam khai sinh, tức là ba thế hệ Việt Nam khai sinh, tức là lão niên, trung niên và thanh niên bầu ngài lên làm, nghĩa là nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng đó vào ngày 16 tháng 2 năm 1991, cách đây 30 năm về trước nha quý vị. Cho nên từ khi mà ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng đó là tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, là gánh vác tổ quốc trên hai vai của ngài. Thì từ đó ngài mới bắt đầu có những chiến lược, mưu lược
là chiến thuật và những sách lược. Và khi mà Ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng đó, trước đó là Ngài đã tiêu diệt được cái tên Hồ Chí Minh. Ngài đã lật tẩy mặt nạ Hồ Chí Minh, đã chặt đứt cái gốc cộng sản là Hồ Chí Minh tại cơ quan văn hóa, khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO vào ngày 19 tháng 5 năm 1990. Là lúc bấy giờ, trước đó một năm, tức là ngày 19 tháng 5 năm 1889, là quý vị biết là Bắc Bộ đó, tức là Cộng sản Hà Nội đó, nó mới dựng lên cái tên Hồ Chí Minh. Nó mới làm, nó mới nộp hồ sơ để vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO. Tuy nhiên, vì chúng nó đã gặp cao thủ, là Ngài Đức Quốc Công, lật tẩy cái mặt nạ đó, chặt đứt cái gốc cây đó tại UNESCO. Thì một, đúng một năm sau là ngày 19 tháng 5 năm 1990 là UNESCO đã vứt cái hồ sơ xin vinh danh đó vào sọt rác cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà vì sau lưng Cộng sản Việt Nam là Tàu Cộng cho nên nó mạnh quá. Nó quý vị biết mà, Tàu Cộng mà là Cộng sản quốc tế. Đó. Mà người dân ngoài miền Bắc của chúng ta bị lừa gần 80 năm. Rồi nó đem vào miền Nam, nó cai trị miền Nam chúng ta gần nửa thế kỷ này. Đó. Cộng sản nó quá ác độc, nó độc ác ma quỷ, quý vị biết nó mạnh lắm. Nhưng mà nó gặp Ngài Đức Quốc Công là khắc tinh của Cộng sản nha. Cho nên ngày hôm nay nó phải thua. Đó. Rồi quý vị biết Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, đã được sự nhìn nhận của ba đời Tổng thống Hoa Kỳ. Đó. Rồi đã liên lạc với 28 nước Âu Châu để nộp đơn kiện tội ác Cộng sản Việt Nam tại Tòa Hình sự Quốc tế. Nha quý vị. Cho nên á, sau khi Ngài mà nhận trọng nhiệm thủ tướng rồi đó, thì Ngài đã gọi là ra một cái gọi là lệnh, gọi là bản, gọi là ra một cái sắc lệnh đó, thông cáo đó, là tất cả những giao kèo hợp đồng mà bất kỳ là một quốc gia nào trên thế giới, hay là một công ty, hay là một cái hãng xưởng, hay là một cái quốc gia nào mà giao dịch với Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay đó, tất cả đều là phi pháp. Khi mà Ngài Đức Quốc Công về đó, là những cái giao kèo đó hủy bỏ hết. Đó. Nhưng mà có những nhiều người ham lợi nhuận, cho nên vẫn vào ký kết hợp đồng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên những các giao kèo hợp đồng nào mà ký kết với Đảng Cộng sản Việt Nam mà cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đều là phi pháp, sẽ là không có giá trị, vô giá trị, là không được toàn dân Việt Nam nhìn nhận và sẽ bị hủy bỏ sau khi mà nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam bị giải tán. Thì trong sắp tới đây, khi mà Đức Quốc Công về nước, thì những cái giấy tờ hợp đồng giao kèo mà làm ăn với cái Cộng sản Việt Nam là sẽ bị hủy bỏ nha quý vị. Mà quý vị nên biết rằng cái mỏ dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam đó là của nhân dân Việt Nam nha. Cái mỏ dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, chứ không phải là của cái Đảng Cộng sản, không phải là của những cái tên đầu sỏ Cộng sản tay sai Tàu Cộng, mà những tên đầu sỏ Cộng sản bao lâu nay bán, đem, quý vị biết không, bán dầu thô đó, đem bán cho các nước trên thế giới và đặc biệt là bán cho tụi Tàu Cộng, Trung Cộng với cái giá rẻ bèo, lấy có 50% thôi. Để làm gì? Lấy tiền mặt 50% đó để mà chia chác vào túi riêng. Mà người dân Việt Nam chúng ta phải nói rất là tội nghiệp, không hề biết cái gì. Mà làm sao biết được? Tại vì Cộng sản Việt Nam đã lơ bưng bít tất cả. Nó bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Nó cướp đi những cái quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt Nam. Cho nên quý vị thấy nó mị dân không? Nào là tự do, dân gì, độc lập, tự do, dân chủ, gì, hòa bình. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Nó đem đi bán, đổ bán tháo lấy 50%. Rồi á, cha con của nó, ha, nó chia chép với nhau, nó bỏ túi riêng. Rồi nó tẩu tán tài sản qua nước ngoài, qua bên Âu Châu, qua bên Mỹ. Thấy chưa? Đó.
Cho nên khi mà Đức Quốc Công về nước đó, là đại diện cho một chính phủ, đại diện cho người dân Việt Nam đó, là Việt Nam Cộng Hòa đó, Đệ Tam đó, thì ngài sẽ sẵn sàng ký giao kèo hợp đồng, ký những cái giao kèo hợp đồng mới với các quốc gia và những hãng thầu nào muốn khai thác mà mỏ dầu khí của Việt Nam để mà nhằm tạo lợi nhuận hợp pháp cho hai phía, tức là lợi nhuận của nước Việt Nam và lợi nhuận cho cái quốc gia đó, thì chia cho mọi người Việt Nam. Thì ngài Đức Quốc Công sẽ lấy cái lợi nhuận đó, cái lợi tức đó chia cho người Việt Nam thụ hưởng, chứ không có phải chui vào cái túi riêng của cái bọn gọi là tội ác đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đó. Và cái gọi là nhà nước, gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước tham nhũng thối nát nha quý vị. Đó, cái nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng sản Việt Nam không bao giờ lo cho dân như chúng ta thấy đó. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta rất là may mắn, chúng ta có ngài Đức Quốc Công. Quý vị nên biết rằng hiện nay ngài Đức Quốc Công, tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta được 7 triệu lá phiếu của người dân Việt Nam trên toàn cầu, tức là từ trong ra ngoài nước, bầu ngài làm gọi là tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Nhưng mà tuy nhiên, nếu như quý vị mà muốn Đức Quốc Công về nước sớm, thì những anh chị em đồng bào nào, vị nào mà chưa bỏ phiếu để là không, bây giờ bỏ phiếu không phải là bầu ngài làm tổng thống, vì ngài đã là tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam rồi. Nhưng mà quý vị phải bỏ phiếu để mà ủng hộ cho Đức Quốc Công về nước sớm, để mà giúp dân cứu nước, để mà lo cho đồng bào Việt Nam chúng ta có cơm no áo ấm, có một đời sống sung túc, có những tất cả những cái quyền lợi của một người công dân Việt Nam Cộng hòa, có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, và đất nước chúng ta sẽ thịnh trị, sẽ an bình, gọi là thái bình thịnh trị trên quê hương. Và con em của chúng ta đi học chắc chắn là bắt đầu mà đi học từ lớp 1 đến hết bậc trung học không có tốn, gọi là miễn phí. Và đồng bào của chúng ta đến bệnh viện cũng miễn phí, phát thuốc miễn phí, tất cả đều miễn phí nha quý vị. Và cái lợi nhuận của chúng ta, những cái lợi tức của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta rất là giàu, có rất nhiều mỏ quý, trân châu, mỏ gọi là trân châu, gọi là mỏ, như là nhiều cái kho tàng lắm đó. Rồi những cái mỏ dầu khí của chúng ta cũng vậy, lớn nhất thế giới. Gọi là khi mà Đức Quốc Công về, tôi bảo đảm quý vị không có bao lâu thì người dân của chúng ta đó, ngài sẽ chuyển qua cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Thì quý vị biết rồi, thời Thượng Nguồn Thánh Đức có nghĩa là thiên đàng hạ giới, là mình sống trên trần gian này mà chẳng khác nào mà giống như mình sống trên thiên đàng đó quý vị, trên thiên đường đó, sung sướng lắm. Tôi bảo đảm quý vị, khi mà Đức Quốc Công về nước nắm chính quyền, là tôi nói người dân của chúng ta phải nói là sung sướng lắm. Tôi không biết dùng từ gì để mà nói. Quý vị biết thời Thượng Nguồn Thánh Đức là quý vị biết rồi đó, thiên đàng hạ giới. Còn hiện nay người dân chúng ta đang ở cái thời gọi là Hạ Nguồn Thánh Đức đó quý vị, gọi là Hạ Nguồn Thánh Đức, là cái thời mặc giận, là cái thời tận cùng của địa ngục đó quý vị. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó cai trị mà lấy gì nó thống trị, mà không phải Đảng Cộng sản Việt Nam, là người Việt Nam. Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam mà là người Việt Nam, tôi nghĩ họ cũng còn một chút nhân đạo. Nhưng mà đằng này Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là do Tàu Cộng nó nắm quyền, nó thao túng, tức là cái bộ máy chính trị gì đó nó nắm hết rồi. Còn người Việt Nam chúng ta chỉ làm theo cái lệnh trên mà thôi. Mà cái lệnh trên đó là quý vị biết, từ bên Tàu nó chỉ qua, nó chỉ đạo qua là phải làm. Không làm nó giết thì sao? Nó giết một cách êm thấm lắm, bằng gọi là chất phóng xạ đó, bằng chất phóng xạ. Chỉ trong vòng có 10 ngày, mười mấy ngày, là 10 ngày sau, là một tuần lễ sau, là mình bị ung thư máu, mình bị bệnh mà mình không biết lý do gì mình bị bệnh nha quý vị. Cho nên những cái tướng tá ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ người ta biết ra hết, người ta quy thuận theo Đức Quốc Công, người ta quay đầu về với chính nghĩa dân tộc gần hết rồi. Nhưng mà người ta vẫn nằm im đó, người ta không dám ra mặt đâu. Ra mặt thì Cộng sản nó giết sao? Cộng sản ở đây là Tàu Cộng đó, Tàu Cộng đó, nó giết đó, chứ không phải người Việt Nam mình giết đâu. Ví dụ như ông Lê Đình Kình, quý vị thấy chưa? Gần 60 tuổi đảng, có công rất lớn với gọi là cách mạng đó.
Nhưng mà quý vị thấy chưa? Cướp nhà, cướp đất của người ta, người ta lên tiếng nói lên sự thật thì giết người ta một cách dã man, tàn nhẫn. Đó, đó là tàu cộng đó, nó giết đó. Chứ không phải người Việt Nam mà giết đâu quý vị. Người Việt Nam không ai nỡ lòng mà đi giết một cách dã man như vậy đâu. Đó là lệnh của Tàu đó quý vị. Và nó cũng đào tạo Hồ Chí Minh đó, nó qua đất nước Việt Nam chúng ta tính luôn miền Bắc là gần 80 năm. Nó đào tạo cho con người chúng ta sống riết không còn đạo đức, không còn tình thương, không còn tình người, không còn biết thương ai, giúp đỡ lẫn nhau, không có lòng tương thân tương trợ. Tại vì nó phải gây sự chia rẽ, nó phải gây chúng ta sống phải vô cảm, mạnh ai nấy sống. Sống gọi là chà đạp lên nhau, tức là gọi là sống một cái sự là lừa lọc đó. Tại vì những tên đầu sỏ nó ăn hối lộ tham nhũng thì nó phải lừa dân nó mới ăn hối lộ tham nhũng. Nếu như nó sống một cách trung thực, đạo đức tốt thì nó đâu có ăn hối lộ được, đúng không quý vị? Đó là do Hồ Chí Minh đã đào tạo ra con người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thấy chưa, tuổi trẻ Việt Nam như thế nào? Tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay hư hỏng đó. Hư hỏng ở đây là hư hỏng cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng tuổi trẻ Việt Nam chúng ta hư hỏng đó. Nó bày những cái trò chơi gọi là khiêu dâm kích dục, những cái trò tục tiểu bậy bạ mà nó cho là coi như là lành mạnh đó. Nó đem ra là quay video, nó đưa lên trang mạng, gọi là lên cái là cộng đồng thế giới đó, mà khoe tưởng vậy là hay lắm, cái gì thấy không, tưởng như vậy là hay lắm. Nhưng mà nó đâu có biết rằng người dân Việt Nam chúng ta thật là tội nghiệp, không có biết rằng dần dần rồi mình mất đi những cái cương thường đạo đức, cương thường đạo lý, gọi là những cái riềng mối đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng ta, từ từ nó mất hết rồi. Nó dạy từ thầy giáo, cô giáo, học sinh cũng vậy đó. Nền giáo dục của chúng ta đang bị hủy hoại, đang phá hoại. Mà quý vị biết cái nền giáo dục văn hóa chúng ta đang bị hủy hoại là nó tiêu diệt cả một dân tộc Việt Nam chúng ta. Dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ bị hủy hoại, hủy diệt đó quý vị. Tại vì Tàu Cộng nó không cần người dân Việt Nam, mà nó cần lãnh thổ người dân Việt Nam. Nó chỉ muốn lấy đất của chúng ta thôi, nha quý vị. Tuy nhiên, ngày hôm nay ông trời thượng đế còn thương dân Việt Nam chúng ta, còn đói hoài Việt Nam, đói hoài đến con dân Việt Nam chúng ta, cho nên mới cho ngài Đức Quốc Công phải nói là gọi là tái thế, gọi là phái ngài xuống đây để mà trị cái tên Hồ Chí Minh, một cái tên phải là ác quỷ Dracula hiện hình, nha quý vị. Vẫn còn, tại vì ơn trên bề trên thượng đế trời Phật còn thương đất nước Việt Nam của chúng ta, cho nên mới sai ngài, phái ngài Đức Quốc Công xuống đây để mà cứu giúp dân tộc Việt Nam chúng ta đó quý vị. Đó, cứu giúp dân tộc Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Quý vị thấy không? Nếu như chúng ta không có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chúng ta đã mất nước Việt Nam lâu lắm rồi. Mất từ năm 1990 lần. Tại vì khi mà nó vinh danh mà nó thành công rồi đó, là coi như nó sẽ nuốt trọn nước Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay Việt Nam chúng ta đã trở thành tôi mọi, đã trở thành gọi là nô lệ cho Tàu Cộng rồi đó quý vị. Đó, người dân Việt Nam chúng ta hôm nay là thành nô lệ rồi. Và đất nước chúng ta đã mất rồi, chứ không còn ngày hôm nay để mà cho chúng ta cùng nhau cứu nước đâu, để mà chúng ta đấu tranh cho một Việt Nam tự do đâu quý vị. Cho nên chúng ta phải biết cái điều đó. Thì tiếp theo sau đây tôi xin đọc tiếp một cái thông báo. Thông báo này là từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính mời đồng bào cùng lắng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc tuyên bố, nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay tại Việt Nam là một chính phủ phi pháp. Ngày 11 tháng 12 năm 2020. Kính thưa cộng đồng nhân loại và toàn dân Việt Nam.
Nhà cầm quyền của một quốc gia có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng muốn trở thành một chính quyền hợp pháp của dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của nước đó bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ do hiến pháp quy định qua lá phiếu của người dân của quốc gia đó bầu lên trong một cuộc bầu cử tự do, công bằng và hợp pháp, đúng không? Trong trường hợp đất nước chưa thuận lợi để có thể tổ chức bầu cử, thì ít nhất nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân của quốc gia đó qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện. Do đó, sự chính danh của một chính phủ là phiếu bầu của dân, chứ không phải là súng đạn hay tiền bạc. Nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay, từ khi có mặt tại miền Bắc Việt Nam với danh xưng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 cho đến năm 1975, là do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng ra bằng bạo lực, cướp chính quyền năm 1945, không do dân bầu lên, và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay cũng là do Cộng sản gây chiến tranh cưỡng đoạt miền Nam Việt Nam năm 1975, đúng không quý vị? Trong suốt 75 năm qua, từ năm 1945 cho đến năm 2020, cả hai nhà cầm quyền cộng sản này cũng đều chưa được người dân Việt Nam bầu hay chuẩn thuận bằng việc trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện Việt Nam hợp pháp. Cả hai nhà cầm quyền tuy khác nhau về danh xưng, nhưng là một điều, tức là cũng đều là một, đều theo chủ nghĩa cộng sản, trung thành với tư tưởng Mác Lê Mao Hồ, áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất của đại đa số 92% người Việt Nam. Họ không có chấp nhận tư tưởng của Karl Heinrich Marx, tức là Marx đó, là Vladimir Lenin, tức là Lê, Mao Trạch Đông là Mao và Hồ Chí Minh là Hồ. Và đại đa số nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, đúng không quý vị? Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhân dân của nhà cầm quyền này là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn toàn là đảng viên cộng sản, và cái gọi là Quốc hội khóa 12. Và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không do dân bầu, mà cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra với 493 đảng viên chiếm trọn tất cả ghế đại biểu Quốc hội khóa 12 cách đây hơn 12 năm. Sau đó 493 đại biểu này tự bầu lên Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2015. Và Quốc hội khóa 13 này cũng tự bầu ra Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Với 496 đại biểu hiện nay, tất cả đại biểu Quốc hội này đều không do dân bầu và người dân Việt Nam cũng chưa bao giờ được ứng cử vào Quốc hội nói trên, nên đây là một Quốc hội không hợp pháp. Vì vậy, nhà cầm quyền tại Việt Nam hiện nay
với tên gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là do Quốc hội không hợp pháp này chọn lọc, bổ nhiệm và do Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam chấp thuận, nên nhà nước này là một cơ chế hoàn toàn phi dân chủ và bất hợp pháp. Do đó, xét về nguồn gốc, tư tưởng, cơ cấu tổ chức cũng như công việc và thành phần nhân sự là những yếu tố quyết định bản chất nhà cầm quyền của một quốc gia, chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn không liên can dính líu gì đến tuyệt đại đa số người dân Việt Nam và chưa hề phục vụ cho quyền lợi của người dân Việt Nam. Đúng vậy. Do đó, họ không phải và cũng không thể được gọi là chính quyền Việt Nam. Gọi hai nhà cầm quyền này là chính quyền Việt Nam sẽ mang tội tiếm danh lừa đảo với lịch sử và nhân dân Việt Nam. Bởi vì trong suốt 75 năm qua, từ năm 1945 đến hôm nay là năm 2020, nước Việt Nam không hề có chính quyền nhân dân. Đúng chưa quý vị? Vì nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền của nhân dân Việt Nam, nên người dân Việt Nam có quyền không tuân theo, không cần chấp hành những quy định trong cái gọi là hiến pháp, pháp luật và những chủ trương đường lối chính sách do nhà cầm quyền bất hợp pháp này đưa ra. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên không thể quy chụp bất cứ người dân Việt Nam nào vào cái tội danh có hành động chống phá hoặc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Vì nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên mọi hiệp ước, hiệp định, mọi văn bản liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia do nhà cầm quyền này ký kết với các quốc gia trên thế giới đều không có giá trị với nhân dân Việt Nam. Và xét rằng, vì nội dung của các hiệp ước, hiệp định, các văn bản do nhà cầm quyền nhân dân Việt Nam phi pháp này ký kết đã đi ngược lại quyền lợi của đất nước và con người Việt Nam, làm thiệt hại vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay đã phạm tội với đồng bào Việt Nam. Vì nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên đồng bào Việt Nam không có trách nhiệm với những hành động sai trái, vi phạm của nhà cầm quyền này đối với cộng đồng các quốc gia trên thế giới, với tổ chức Liên Hiệp Quốc và các hội đoàn liên hiệp, gọi là hội đoàn liên quốc gia trên toàn cầu. Kể cả việc phải trả những món nợ do cái gọi là nhà cầm quyền nhân dân này vay mượn. Nhà cầm quyền tại Việt Nam hôm nay không phải là chính quyền nhân dân, nên việc bầu cử hay là trưng cầu dân ý để xóa bỏ nhà cầm quyền này hầu xây dựng một nhà cầm quyền đúng danh nghĩa là chính quyền nhân dân, để vì dân, phục vụ cho dân, lo cho nhân dân là việc tối cần thiết. Do đó mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam trên 6 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được tạm thời coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân do dân bầu và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống vào ngày 11 tháng 11
năm 2018 vừa qua. Hiện nay, người dân Việt Nam đang tiếp tục trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, để đại diện toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, truất phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam không do dân bầu lên, mà không cần đổ máu như trường hợp Venezuela. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phạm các tội danh lừa đảo, cướp của, giết người là một băng đảng tội ác theo công pháp quốc tế, luật pháp Hoa Kỳ và hiến pháp Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, thì đối với các hành vi biết rõ người khác phạm tội mà không tố giác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, trách nhiệm đồng lõa hoặc đồng lõa là các điều khoản pháp lý, có nghĩa là ai đó có thể bị kết tội phạm tội mà họ bị cáo buộc đã khuyến khích người khác cam kết hoặc đã giúp ai đó lên kế hoạch hoặc cam kết. According to filer, accomplice liability or complicity are legal terms that mean someone can be found guilty of the crime that they were alleged to have encouraged someone else to commit or to have someone plan for or commit. Do đó, công bố này được gửi đến Liên Hiệp Quốc, các quốc gia trên thế giới, các cơ quan công quyền và các doanh nhân để khuyến cáo tất cả hành động, hợp tác, giúp đỡ hay che giấu tội ác của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể bị quy chụp là phạm pháp. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó, quý vị vừa nghe qua, đây là coi như là cái bản gọi là tội ác của Cộng sản Việt Nam. Và cái này chưa phải là tội ác, nhưng mà đó, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra cho chúng ta, cho người dân chúng ta thấy được, để chúng ta xác định được một điều là vì cái nhà cầm quyền này là do cái tên Hồ Chí Minh, nó cướp miền Bắc, nó cướp miền Nam. Nó cướp miền Bắc, nó lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam mới lập ra cái nhà cầm quyền của cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi nó lập ra từ cái nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nó mới lập ra cái Quốc hội Bù Nhìn. Thì quý vị biết hiện nay cái Quốc hội này nó chỉ có 496 đảng viên của nó thôi. Tức là cái đảng viên nó 12 năm nay, hơn 12 năm nay, nó chỉ chưa đến 500 người, 500 tên, mà nó cứ xào đi xào lại, nó bầu, nó bán, bầu bán với nhau. Gọi là nó xào đi xào lại. Chứ nó không cho người dân của chúng ta mà vào cái quốc hội để mà gọi là được ứng cử đâu quý vị. Đó, chúng ta thấy đó. Vì lẽ đó mà chúng ta, người dân chúng ta ngày hôm nay phải nhìn ra cái vấn đề này. Là chúng ta phải giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì bằng cách gì? Chúng ta giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta gọi là giải thể, triệt tiêu, thì đồng bào, anh chị em phải trên dưới một lòng, phải đồng lòng gọi là trưng cầu dân ý. Tại vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam lãnh đạo, là do dân bầu lên, hiện nay phải nói trên 6 triệu phiếu. Và người dân vẫn tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý. Thì chúng tôi vẫn kêu gọi quý vị phải tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý.
để cho cái số phiếu chúng ta càng ngày càng nhiều, thì cái ngày về của Đức Quốc Công nó sẽ nhanh hơn. Kính thưa đồng bào, trách nhiệm của một vị tổng thống Đào Minh Quân, ngài hơn 30 năm nay, ngài đã làm tất cả những cái tâm huyết của ngài, những việc ngài làm tất cả, ngài đã làm hết rồi cho người dân chúng ta. Ngài đã đi bằng con đường pháp lý, tức là con đường tâm đạo, không có để cho người dân chúng ta không đổ máu. Ngài đã làm tất cả rồi. Kiện tội ác 19 tên đầu sỏ Cộng sản, kiện Tàu Cộng để đòi Hoàng Sa và Trường Sa, kiện Formosa, kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim cho người dân Việt Nam. Đang chờ ngày tòa án xét xử, gọi là tòa án hình sự quốc tế đó. Quý vị biết không? Những gì mà ngài Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đã làm tất cả, thì bây giờ cái trách nhiệm của một người công dân Việt Nam chúng ta, chỉ mỗi người bỏ ra có 5 phút đồng hồ để tiếp tục trưng cầu dân ý, để mà nói lên cái lòng dân của chúng ta thể hiện cái nguyện vọng, cái ý muốn, đúng không? Cái sự mong muốn của người dân chúng ta không còn muốn sống chung với cái đảng Cộng sản, không còn muốn sống chung với nhà cầm quyền Cộng sản nữa. Thì chúng ta phải thể hiện, phải đồng lòng thể hiện, trưng cầu dân ý chỉ cần 5 phút đồng hồ thôi. Và trên một cái link rất là an toàn. Như chúng ta biết là www.trưngcầudânýviếttắt.us. Chúng ta điền đầy đủ thông tin và bấm chỗ gửi đi. Chỉ thế thôi. Và cái link đó là một cái link gọi là văn minh, hiện đại, tiện lợi, rất là lợi. Khi mà quý vị bấm đi là cái thông tin nó biến mất, là nó đã đến trung ương của chính phủ rồi, không bao giờ Cộng sản biết được nha quý vị. Đó. Vì lẽ đó mà chúng tôi vẫn tại sao tiếp tục kêu gọi đồng bào nào từ 18 tuổi trở lên, chúng ta đủ tuổi công dân 18 tuổi trở lên, chúng ta phải tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý để mà ủng hộ cho ngài Đức Quốc Công về nước sớm hơn. Tại vì nên nhớ trên cái thế giới này, chúng ta có luật pháp quốc tế, đúng không? Khi mà ngài Đức Quốc Công có mấy chục triệu phiếu của quý vị, 3-40 triệu phiếu đó, mấy chục triệu lá phiếu đó, thì ngài sẽ đại diện cho toàn dân Việt Nam chúng ta, đúng không? Đại diện cho toàn dân Việt Nam. Thì ngài sẽ tiến vào Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ phải hộ tống, phái đoàn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, phải hộ tống ngài Đức Quốc Công về nước ngay tức khắc. Đó là lòng dân, đó là ý dân. Cái sự mong muốn của người dân phải thể hiện qua cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Nếu như đồng bào anh chị em muốn thay đổi chế độ, muốn đời sống sung sướng, ấm no, hạnh phúc, đầy đủ tiện nghi vật chất, đúng không? Mà quý vị không thể hiện cái tính cách của mình, không thể hiện cái nguyện vọng của mình, cái sự mong muốn của mình, thì làm sao? Làm sao mà Đức Quốc Công về nước để giải quyết các vấn nạn tại Việt Nam? Nói thật với quý vị, tôi ở bên Mỹ này, tôi nhìn về Việt Nam, tôi thấy biết bao nhiêu cảnh thương tâm, đau bệnh, tai nạn đủ các cái, mà chúng tôi không thể nào chịu được. Còn ngài Đức Quốc Công nhìn về quê hương, thấy người dân của mình bị bắt bớ, đánh đập, trù dập, bị coi như là bởi giờ là bị giết, bị hại, bị cướp nhà, cướp đất, bị đủ các cái. Cướp nhà, cướp đất mà cướp khắp cả ba miền Nam Trung Bắc, từng phần từng phần. Đó là Tàu Cộng nó ra lệnh phải cướp đó, cướp để dân đất cho nó đó quý vị. Tại vì tiền cu hồ đó là Tàu Cộng nó in, thì nó in bao nhiêu cũng được, nó in hàng ngàn 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 tỷ cũng được. Rồi nó dùng cái tiền đó nó qua nó mua đất ở Việt Nam, ai bán nó mua. Thì nó mua riết, nó dùng cái tiền nó giống như là tiền gọi là tiền âm phủ đó. Rồi nó mua, khi mà mình hết đất rồi người dân mình, rồi nó giết dân mình từ từ thôi, đúng không? Đó, nếu như chúng ta không có Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, thì chắc chắn người dân chúng ta sẽ bị hủy diệt. Vậy là diệt chủng đó, và đất nước chúng ta sẽ bị diệt vong, chắc chắn một điều. Cho nên chúng ta mới phải nói rằng, nếu như không có ngài Đức Quốc Công hy sinh 30 mấy năm nay, và ngài đã triệt được cái tên Hồ Chí Minh tại UNESCO,
Đó là một cái chiến lược để mà triệt tiêu đảng Cộng sản ngày hôm nay đó quý vị. Nếu như mà không triệt được cái tên Hồ Chí Minh, gọi là cái nhân cách, gọi là giết cái nhân cách của già Hồ tại UNESCO năm 1990 đó, thì chúng ta đã mất nước rồi. Đó là một thành quả lớn nhất lịch sử đó. Tại vì quý vị thấy chưa, đất nước Việt Nam của chúng ta không phải là do người Việt Nam cai trị. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải do người Việt Nam bầu lên là thành lập lên, mà do cái tên thổ phỉ Việt Giang gián điệp Tàu Cộng siêu cung lĩnh mà nó núp bóng Hồ Chí Minh. Nó lấy giả danh là Nguyễn Ái Quốc, nó cướp nước chúng ta. Quý vị thấy chưa? Vì lẽ đó mà toàn dân Việt Nam chúng ta phải tỉnh thức, phải suy tư và phải sáng suốt lên. Chúng ta phải cùng nhau ủng hộ cho ngài Đức Quốc Công trở về Việt Nam, nắm chính quyền mới lo cho dân. Đó. Cho nên cái vấn đề mà Đức Quốc Công về nhanh hay về chậm, về sớm hay về muộn là do người dân Việt Nam chúng ta quyết định đó quý vị. Bây giờ ngày mai nếu như người dân Việt Nam nhìn ra được vấn đề này thì đồng lòng lấy cái phone ra. Nếu như chúng ta không có phone, chúng ta có thể nhờ ai trưng cầu dân ý dùm để mà ủng hộ Đức Quốc Công trở về nước. Thì tôi bảo đảm quý vị, chỉ trong vòng một tuần lễ thôi thì Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ngài về ngay tức khắc. Đó. Tại vì cho dù Tàu Cộng nó ác tới đâu, nó âm mưu tới đâu, nhưng mà chúng ta còn luật pháp quốc tế. Quý vị biết Liên Hiệp Quốc là bao nhiêu nước. Chúng ta còn Hoa Kỳ, chúng ta đang có những chính phủ của chúng ta đang có những cái chiến lược song hành với Hoa Kỳ, những cái chiến lược rất là quan trọng. Cho nên trong những ngày tháng sắp tới đây là chắc chắn Đức Quốc Công Đào Minh Quân sẽ trở về. Cho nên chúng tôi thật tâm kêu gọi những anh chị em ở trong nước hãy trưng cầu dân ý và vào cái link mà đón Đức Quốc Công đó, www.chấm đó, rồi đón Tổng thống đó, .com đó, rồi hãy vào đó mà ghi danh đón Tổng thống. Hiện nay á, là mỗi một ngày là tăng lên phải nói là trên 1.000 người đó quý vị. Một ngày tăng lên trên một, ít nhất là 1.000 người đó quý vị. Cho nên chúng tôi vẫn kêu gọi, tại vì chúng ta gần 100 triệu người dân ở trong nước, thì chúng ta phải đồng lòng khi mà có một cái lệnh, hiệu lệnh của Đức Quốc Công, đúng không? Thì chúng ta phải đồng lòng cầm cờ vàng ba sọc đỏ ra đường để mà gọi là nghênh đón Đức Quốc Công. Đó. Tức là chúng ta phải biểu dương khí thế nghênh đón Đức Quốc Công hồi hương để mà lo cho người dân, lo cho đồng bào của chúng ta. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta phải tỏ rõ cái quan điểm của mình, phải dứt khoát, phải tỏ rõ cái quan điểm của mình để cho thế giới thấy chứ, đúng không? Trời ơi, tôi muốn sung sướng quá, tôi muốn con tôi đi học không tốn tiền, tôi muốn là ở ngoài đường là phải môi trường sạch sẽ, đồ thức ăn phải sạch sẽ, không có bị gọi là quá chất, ví dụ vậy, rồi cái gì cũng muốn hết trơn á. Nhưng mà chúng ta không ủng hộ thì lấy gì ngài về nhanh quý vị. Cho nên người dân chúng ta ngày hôm nay phải ủng hộ. Ủng hộ bằng cách cái thứ nhất vào link đón Đức Quốc Công, đón Tổng thống, ghi danh. Điều thứ hai phải trưng cầu dân ý. Ai chưa trưng cầu dân ý phải trưng cầu dân ý. Đó. Và điều thứ ba nữa là phải quý vị phải ký đập mặt Hồ Chí Minh. Trưng cầu dân ý rồi. Và tôi kêu gọi đồng bào, hiện nay trong chính phủ chúng ta có rất nhiều ban ngành và đang thiếu nhân sự. Thì anh chị em trên toàn quốc hãy nên tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngay từ bây giờ nha quý vị. Ở chúng ta nên tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện nay chính phủ chúng ta có rất nhiều ban ngành và đang rất cần nhân sự. Thì anh chị em hãy thức tỉnh. Và nhân đây tôi cũng xin nói với các anh em cán binh bộ đội cộng sản đó, là có nghĩa là với cái đường lối ngài Đức Quốc Công có một cái đường lối là rất là ôn hòa, rất là độ lượng và rất là gọi là nhân đạo. Đó là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Bây giờ các anh là Việt Cộng đúng không? Đi theo Cộng sản.
Thì tại vì mình ở với cái chế độ cộng sản mà không đi theo cộng sản, không làm cho cộng sản lấy tiền đâu mà sinh sống, lấy cái gì nuôi vợ nuôi con, đúng không? Đó, thì ngày hôm nay các anh phải thức tỉnh và phải quay về với chính nghĩa dân tộc. Thì ngài Đức Quốc Công sẵn sàng giang hai tay đón nhận với đường lối bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Thì có nghĩa là các anh chị em đó đã lầm đường lạc lối, đã từng theo cộng sản và bao nhiêu tuổi đảng, mấy chục tuổi đảng, mấy chục năm đó, không cần biết. Chỉ cần anh chị em từ bỏ đảng, khai trừ đảng, bỏ đảng, cởi cái áo xanh áo vàng ra đi, áo xanh áo trận áo vàng ra đi, áo bộ đội công an bỏ ra, rồi hãy quay về với chính nghĩa dân tộc trước tiên, là ký đập mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý. Đập mặt Hồ Chí Minh ở đây không có nghĩa là chính phủ hay là chúng tôi kêu các anh chị là ra ngoài cái lăng Ba Đình đạp vô mặt Hồ Chí Minh. Chúng ta không cần điều đó. Chúng ta chỉ cần lấy tiền, nếu không có hình lấy tiền, tiền á, tiền có hình Hồ Chí Minh gạch chéo, lấy bút lông gạch chéo, ký vào đó, chụp hình, đó, làm hồ sơ tham gia chính phủ. Thì tức là các anh là coi như là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rồi. Chỉ cần trưng cầu dân ý, rồi ký đập mặt Hồ Chí Minh, là nên tham gia chính phủ đi. Hãy quay đầu về với chính nghĩa quốc gia đi nha. Tại vì chính phủ này á, không có chủ trương giết người, không có chủ trương trả thù ai cả. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân rất thương người dân Việt Nam, và đặc biệt là thương những anh chị em mà đã đi lầm đường lạc lối đó, đã từng mà đi lầm đường lạc lối để đi theo cái đảng cộng sản đó. Đấy, ở những là người dân miền Bắc đó, ngài rất là thương. Tại vì sao ngài thương người dân miền Bắc? Tại vì người dân miền Bắc đó, chính họ đã bị nhồi sọ, tẩy não và nhồi sọ rất là kỹ. Bị tẩy não nhồi sọ từ đời ông đời cha mình rất là kỹ. Tại gần một thế kỷ rồi. Đó. Cho nên nó là lầm đường lạc lối, đi theo cộng sản. Thì ngày nay chúng ta phải đồng lòng mà trở về với chính nghĩa dân tộc. Chứ chúng ta không thể nào. Để khi mà Đức Quốc Công về nước đó, thì các anh chị em có cái quyền lợi của một người công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và các anh chị em sẽ hưởng được cái phúc lợi đó nha. Thì cũng như mọi người thôi. Tại vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thật sự rất thương đồng bào Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay đó, chúng ta đã có một căn nhà chung, là căn nhà Việt Nam của chúng ta đó. Đó, chúng ta phải cùng nhau xây dựng lại căn nhà của chúng ta mà đã bị cộng sản nó cướp mất, nó cướp lấy gần nửa thế kỷ trong miền Nam rồi nha. Chúng ta không thể nào. Bây giờ quý vị biết rõ ra, người dân Việt Nam mình biết rất rõ đó, cái tên Hồ Chí Minh này đâu phải là người Việt, đúng không? Cái tên Hồ Chí Minh này không phải là người Việt, nó là người Tàu. Cho nên á, là chúng ta phải nhìn ra vấn đề. Mà quý vị có biết rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta, vì xuất phát từ cái tấm lòng thương dân yêu nước vô bờ bến, mà ngài phải hy sinh tất cả cuộc đời của ngài, hy sinh công danh sự nghiệp. Khi mà định cư tại Hoa Kỳ năm 1980, thì 6-7 năm sau thôi, ngài trở thành gọi là triệu phú người Việt Nam, là triệu phú lúc bấy giờ. Mà ngài vẫn rất là còn trẻ, mới ngoài 30 thôi, mà ngài đã trở thành nhà triệu phú đó quý vị. Triệu phú đô la Mỹ đó. Vậy mà ngài đâu có hưởng thụ đâu. Đó, phải sang nhượng tất cả. Khi mà ngài quyết định nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ngài sang nhượng tất cả 25 cái chi nhánh, gọi là máy điện toán đó, Dow Computer, để mà vào sa mạc tĩnh tâm tu thiền để tìm đường giúp dân cứu nước. Tại vì ngài biết rằng nếu ngài không cứu, không có ai cứu hết. Đó, cho quý vị biết. Hy sinh tất cả những địa vị danh vọng sung sướng rồi, phải chấp nhận xa gia đình, xa vợ, xa con, vào sa mạc. Mà quý vị biết cái sa mạc thời tiết rất là khắc nghiệt. Ban ngày thì nó lạnh, ban ngày thì nó nóng, gọi là nóng, nóng cháy da. Và có những cái bão cát nó bay, phải nói là nó vô mắt, vô mũi mình, là coi như là không thấy đường luôn.
rồi ban đêm thì lạnh là lạnh buốt thấu xương, mà ở trong một cái hoàn cảnh thiếu thốn tiện nghi đủ mọi bề, nào là rắn rung chuông, nào là chó sói, đó đủ thứ. Vậy mà ngài phải chịu đựng để mà tu luyện, gọi là tịnh tâm tu thiền, để mà nhờ ơn trên, gọi là sáng quá, để mà sinh huệ, để tìm con đường cứu nước cho người dân Việt Nam chúng ta đó quý vị. Cho nên cái sự hy sinh của ngài rất là cao cả, tựa như là trời biển. Tại vì quý vị thấy cái tên Hồ Chí Minh nó quá ác tàn bạo, nó cướp nước chúng ta. Mà nếu một người bình thường không thể nào lấy lại được đất nước Việt Nam cho người Việt Nam chúng ta đâu quý vị. Một người bình thường không thể nào làm được đâu. Mà cái người đó đó, là tôi nói thật quý vị, cũng như là con của trời của Phật đó, mà sai xuống thế gian này, gọi là phải có cái chân mạng là chính nhân thiên mạng, chính nhân thiên mệnh đó, để mà giúp dân cứu nước đó. Là chúng tôi nói là thánh nhân, là thánh ở trên trời đó, sai xuống. Còn Hồ Chí Minh nó là tác nhân cộng nghiệp, tại vì nó gây ra quá nhiều tội ác cho người dân và đồng bào Việt Nam chúng ta. Đó là tác nhân cộng nghiệp, gây tội ác, là hiện thân của ma quỷ đó. Thì ma quỷ là phải có thần thánh mới trị được, mới trị được ma quỷ. Cho nên cái cuộc chiến này là quý vị biết không, là cuộc chiến thần thánh đó. Cuộc chiến này là cuộc chiến thần thánh. Cuộc chiến phải là bằng cân não, bằng trí tuệ. Chúng ta thắng cộng sản, ngài Đức Quốc Công thắng cộng sản là nhờ có đạo đức, có trí tuệ và trí huệ, có sự thật, có chính lý nha quý vị. Còn cộng sản Việt Nam nó chỉ có ngu dốt, đúng không? Ngu dốt, hèn và ác. Nó ngu, nó dốt, nó hèn với giặc Tàu đó, mà nó ác với dân Việt chúng ta đó quý vị, là cộng sản đó. Tại vì nó đẻ ra từ cái tên Tàu Hồ Chí Minh, mà lấy gì nó không hèn với giặc Tàu hả? Nó hèn với giặc Tàu, nó phải lệ thuộc giặc Tàu, nó chỉ là một cái công cụ, một cái tay sai cho Tàu Cộng mà thôi. Nó mà nó ác với dân Việt mình, nó ác với người dân Việt mình. Cho nên ngày hôm nay người dân Việt Nam chúng ta phải nhìn ra. Và quý vị biết á, nhìn ra cái đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta phải tẩy chay nó đi, phải lật đổ nó, phải ủng hộ Đức Quốc Công, gọi là giải tán đảng Cộng sản, triệt tiêu đảng Cộng sản và nhổ tận gốc rễ Cộng sản, thì người dân chúng ta mới sung sướng. Cho nên chúng ta phải biết chín điều đầu tiên mà tôi đã đọc ra quý vị đó, thấy đó, chín điều đó người dân Việt Nam chúng ta cần phải biết, biết rõ như vậy thì chúng ta mới giữ được đất nước, chúng ta mới sung sướng được nha quý vị. Do đó mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ rất là đơn giản, người dân rất là đơn giản, chỉ cần người dân nhìn ra và đồng lòng ủng hộ Đức Quốc Công bằng cách trưng cầu dân ý, tiếp tục bằng cách vào linh đón tổng thống ghi danh, bằng cách là tham gia vào chính phủ. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, Đức Quốc Công đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, đang thành lập các cơ cấu thì rất cần nhân sự. Tại vì quý vị biết trong một chính phủ nó rất nhiều cơ quan, nhiều ban ngành lắm, để trở về nước mà làm việc. Cho nên rất cần, và phải cần ngay từ bây giờ để đào tạo, để huấn luyện. Huấn luyện chúng ta trở thành những thần tướng. Võ tướng cũng không thể nào giữ được nước mà phải là thần tướng. Thần tướng ở đây là ý là phải, mình phải giống như là người ta nói vậy, là giống như là thần thánh đó. Thần thánh nó mới thắng được cộng sản đó. Cũng giống như là quý vị biết Thập Bát La Hán không? Đó, Thập Bát La Hán đó. Mỗi vị là một thế võ, nhưng mà đó là thần tướng. Tại vì sao thần tướng là gì? Là mình có tình thương, mình có tình thương, mình yêu thương mọi người, mình đem tình thương để xóa bỏ hận thù, đúng không? Lấy chí nhân thay cường bạo, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Cho nên thần tướng, tại sao tổng thống Đào Minh Quân luôn huấn luyện chúng ta trở thành những thần tướng?
là chúng ta có tình thương, biết yêu thương nhau, thương dân tộc, đất nước của chúng ta. Chúng ta phải có lòng khoan dung, độ lượng. Khoan dung, độ lượng, phải biết yêu thương nhau, phải biết hòa nhã với nhau, tôn trọng nhau, biết kính trên nhường dưới. Cho nên Ngài, trong cái thời gian Ngài tu luyện ở sa mạc Adelantho, Ngài đã đúc kết ra là thập bát thức, tức là 18 điều suy niệm gọi là thập bát thức, và 7 bài học là người Việt chân chính đó quý vị. Đó, chúng ta thấy không? Để mà chúng ta, để cho sau này đời con, đời cháu và đời chúng ta nữa, phải học là chúng ta noi theo cái tấm gương sáng của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Chúng ta phải học và chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực hành. Người Việt chân chính, 7 bài học người Việt chân chính và 18 điều suy niệm gọi là thập bát thức. Đó. Cái điều đó rất là cần. Tại vì đất nước của chúng ta, cộng sản nó đã tàn ác rồi. Nó đã tạo ra biết bao nhiêu là cái gọi là thê lương, khốn khổ từ cái ác mà nó ra. Cho nên ngày hôm nay Ngài Đức Quốc Công dạy cho chúng ta phải biết yêu thương đồng bào thật là nhiều, thì chúng ta mới thắng được cộng sản. Để tiếp theo sau đây tôi xin đọc một cái thông tin nói về cái lý lịch của Hồ Chí Minh cho quý vị nghe. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, California 92814 USA 760-523-3011. Công bố cùng quốc dân và quốc tế số 01-04-2009 trên Văn phòng Thường trực ngày 14 tháng 4 năm 2009. Trích yếu về việc lý lịch Hồ Chí Minh. Đó, quý vị nghe cái lý lịch Hồ Chí Minh nha. Kính thưa đồng bào, chiến dịch đập mặt Hồ Tặc và chính lược Duy Thật Lật Cộng do Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tiến hành từ bấy lâu nay nhằm lật tẩy Hồ Chí Minh, cha đẻ sáng lập ra Cộng sản Việt Nam, đã thâu gặt kết quả và đang hình thành thế tấn công vào giai đoạn then chốt. Lý lịch giả mạo của Hồ Chí Minh dần bị phơi bày trước công luận. Phương pháp này sẽ chặt đứt rễ chính của cây Cộng sản Việt Nam, tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản xã hội, chế độ cộng gian xã hội chủ nghĩa trên quê hương Việt Nam mà không cần giấy động can qua. Có nghĩa là không cần tốn một giọt máu nào đó quý vị, không cần có chiến tranh. Chiến dịch và chiến lược này đang từng bước phân chia cộng đảng ra từng cụm, sẽ tiêu diệt sự đề kháng cuối cùng của cộng đảng mà không cần bạo động. Để chống chế, Cộng sản Việt Nam cũng tung ra những tài liệu mong gây ngộ nhận về thân thế của tên trùm đại gian ác Hồ Tặc. Do đó, Văn phòng Thường trực cần công bố trước quốc dân đồng bào Việt Nam và quốc tế vài nét căn bản về bí mật của Hồ Chí Minh dựa theo tài liệu do Ban An ninh Nội chính của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã truy tầm. Kính nhờ quốc dân đồng bào tiếp tục thẩm định, tiếp sức thẩm định. Theo tài liệu của Cộng sản Việt Nam thì Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Sinh Côn, con của ông Nguyễn Sinh Sắc, cháu nội của cụ Nguyễn Sinh Nhậm, mẹ là Hoàng Thị Loan, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Sen, tức là làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu của sách vở báo chí thì Hồ Chí Minh
là cháu nội của cụ Hồ Sĩ Tạo và Hà Thị Hy. Trước khi cướp chính quyền ngày 2 tháng 9 năm 1945, y lập tức đổi họ Nguyễn ra họ Hồ với tên là Chí Minh ngày 25 tháng 8 năm 1945. Nhưng theo sự truy tầm của Ban An ninh Nội chính, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì tuy làng Sen có người tên là Nguyễn Sinh Côn, con của ông Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, được triều đình bổ nhiệm làm tri huyện Bình Khuê, tỉnh Bình Định. Vì uống rượu say đánh chết người, nên ông Sắc bị bãi chức, phải trốn về Nam làm phu cao su. Sau khi chết, xác chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Vì gia đình tan nát, Nguyễn Sinh Côn đổi tên là Nguyễn Tất Thành và sau đó là Nguyễn Ái Quốc, hay còn gọi là Patriot Nguyễn, để dễ xin việc làm với Tây. Năm 1930, khi về làm quản thủ thư viện tại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn thương tâm. Còn Hồ Chí Minh chỉ là gián điệp tàu cộng, lý lịch mờ ám, có mật danh là Siêu Côn Lĩnh, với hồ sơ là con của Siêu Côn Quán. Tên điệp cộng này đã giả mạo lý lịch của Nguyễn Ái Quốc, được cài vào Đông Dương để tiến hành âm mưu xâm lược Đông Nam Á của Trung Cộng. Để xóa dấu vết, tên gián điệp này giả mạo nhận là cháu nội ngoại dâm của cụ Hồ Sĩ Tạo nên đổi tên là Hồ Chí Minh. Để thực hiện giả tâm xâm lăng diệt chủng của tàu cộng, Hồ ra lệnh đấu tố, cướp của, cướp đất, giết người, sát hại địa chủ, phú hào, những trí thức, đảng phái yêu nước, kể cả thường dân vô tội cũng không tha. Y đã ra lệnh cho tên ngoại trưởng Ung Văn Khiêm nhìn nhận chủ quyền của tàu cộng tại Tây Sa và Nam Sa năm 1956. Sau đó, khi tàu cộng tuyên bố chủ quyền về lãnh hải trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày 4 tháng 9 năm 1958, thì chỉ 10 ngày sau, tức là ngày 14 tháng 9 năm 1958, Hồ đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Chu Ân Lai để vuốt đuôi công nhận. Tuy nhiên, dù đã cung cúc tận tụy, trung thành với tàu cộng biết bao nhiêu, nhưng sau khi thất bại trong cuộc tổng tấn công miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968, Hồ bị thanh trừng, sinh bệnh chết ngày 13 tháng 8 năm 1969 trong sự căm hận của toàn dân. Như để lừa đồng bào và đảng viên Cộng sản Việt Nam, ngày chết của Hồ Chí Minh, tức là Siêu Côn Lĩnh, được dời lại là ngày 2 tháng 9 năm 1969, để mỗi lần Cộng sản Việt Nam mừng ngày độc lập cũng là ngày chết của y. Kính thưa đồng bào, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời luôn tôn trọng ý dân và sự thật. Tuy đã dày công xu tra nhưng không hề quả quyết về những tài liệu và nhận định này. Chỉ cần DNA xác Hồ Chí Minh và cụ Nguyễn Sinh Sắc để khảo nghiệm, thì sự thật sẽ hiển nhiên và ngày tàn của chế độ Cộng sản trên quê hương Việt Nam phải đến. Trân trọng kính chào đồng bào. Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thay mặt Ban An ninh Nội chính, Ủy viên Tổ chức Trần Ngọc. Bài này copy từ Facebook Đào Minh Quân, tức là Facebook của Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó thưa anh chị em. Thì như chúng ta thấy đó, Hồ Chí Minh tên thật là Siêu Côn Lĩnh, con của Siêu Côn Quán, quê tại Vân Nam.
mà đã qua bên Việt Nam để lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, là một thư ký người Việt Nam, để mà lừa cả cái dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ tất cả đều là sự thật, đó là sự thật. Đó. Tại vì muốn diệt chủng, xâm lăng diệt chủng người dân Việt Nam. Rồi quý vị cũng biết đó, đã ra lệnh đấu tố cướp của, cướp đất, giết người, sát hại địa chủ, phú hào, giết những nhà trí thức, những đảng phái yêu nước, là kể cả những thường dân vô tội cũng không tha. Thì quý vị biết cái tên Hồ Chí Minh là nó gây ra cho người dân Việt Nam của chúng ta biết bao nhiêu là tội ác, quý vị. Biết bao nhiêu là tội ác. Cho nên ngày hôm nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mới kiện đòi Tàu Cộng là 38.000 tỷ Mỹ Kim, là USD đó. Đó. Thì quý vị biết rằng đó, tội ác của Hồ Chí Minh nó rành rành, mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta có đầy đủ bằng chứng nha. Đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, vật chứng, nhân chứng, tức là tài liệu đầy đủ để mà kiện Tàu Cộng. Rồi khi cái ngày sắp tới đây mà ra tòa án hình sự quốc tế đó, thì Tàu Cộng không có thoát được tội đâu quý vị. Đó. Thì bây giờ là Tập Cận Bình nó đang lãnh đạo, đúng không? Bắt buộc là nó phải bồi thường cho người dân Việt Nam chúng ta là 38.000 tỷ Mỹ Kim. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu, nha quý vị. Cho nên nó Tàu Cộng nó bây giờ nó đang rất là lo sợ. Nó đang rúng rính và nó đang lo sợ. Sợ ai quý vị biết không? Là sợ Đức Quốc Công đó. Sợ Đức Quốc Công của chúng ta đó. Là Tàu Cộng Hồ Chí Minh, Tàu Cộng Tập Cận Bình đó. Mà quý vị biết đó, đây nè. Tại sao mà bây giờ quý vị biết Hồ Chí Minh á, đáng lý ra năm 1968 là nó tổng tấn công miền Nam, là nó tính cướp miền Nam lúc đó rồi. Nhưng mà nó thất bại. Nó thất bại rồi á, quý vị biết á, là nó bị thanh trừng. Nha quý vị, nó bị thanh trừng. Nó bị thanh trừng, nhưng mà nó chết cái ngày nè. Nó không phải nó chết ngày 2 tháng 9 đâu. Quý vị biết nó bị thanh trừng Hồ Chí Minh đó, là có công với nước Tàu biết bao nhiêu không? Nhưng mà làm không lợt, không xong nhiệm vụ là bị thanh trừng. Rồi nó sinh bệnh chết ngày 13 tháng 8 năm 1969. Nhưng mà quý vị thấy không, cái ngày chết nó cũng gian dối nữa. Tàu Cộng cái gì nó cũng dối trơn á, nó không, tại vì cộng sản mà. Rồi nó nói Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9 để trùng cái ngày mà gọi là để mà theo ngày của tụi nó là cái ngày là ngày độc lập đó. Nó ngày độc lập, nó tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó. Cho nên chết cái ngày mà 13 tháng 8 mà nó đổi lại ngày 2 tháng 9. Đó, nó lừa cả quốc tế, cả dân tộc Việt Nam mà chúng ta không biết, thấy chưa? Đó, nó dời ngày lại để là mỗi lần ngày độc lập thì nó cũng là ngày chết của Hồ Chí Minh. Nhưng mà Hồ Chí Minh không phải chết ngày đó ha. Đó, để cho chúng ta thấy tất cả đều là sự thật. Cho nên chúng ta phải nhìn ra vấn đề này. Và quý vị phải biết rằng đó, hiện nay đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó có cái quốc hội bù nhìn. Tại sao chúng ta nói là quốc hội bù nhìn? Tại vì cái quốc hội này nó đã tồn tại hơn 12 năm nay, nó không có do dân bầu ra, mà nó do cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nó do cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tạo dựng ra. Và sắp tới đây nó sẽ bầu bán với nhau. Nó chỉ có 496 mạng thôi, 496 đảng viên của nó thôi. Từ hồi nào giờ nó chỉ có bao nhiêu đó, nó xào tới xào lui, nó bầu bán với nhau. Là sắp tới đây là khóa quốc hội thứ 15, là qua năm 2021, là nó sẽ tự bầu với nhau. Chứ nó không có cho người dân chúng ta ứng cử trong quốc hội đó để mà bầu lên một cách gọi là công bằng nha. Thì quý vị biết rồi, cộng sản không có gì là công bằng cả nha, không có gì gọi là sự thật cả. Và ngày hôm nay chúng ta đã nhìn ra cái điều đó. Thì toàn dân Việt Nam chúng ta từ trong ra ngoài nước phải đồng lòng, phải một lòng, đoàn kết với nhau, yêu thương nhau. Chúng ta phải có sự đoàn kết để chúng ta mới giải tán được cái Đảng Cộng sản. Và tất cả những anh em bộ đội, cán binh, công an, cộng sản cũng vậy. Hãy cởi áo xanh, áo trận ra đi.
hãy quay về với căn nhà chung đi. Tại vì các anh chị em cũng là người Việt Nam, chúng ta là dân tộc Việt Nam, chúng ta có căn nhà chung của chúng ta. Và căn nhà của chúng ta ngày hôm nay đã có nóc, tức là đã có một người cha, một người mẹ để trở về lo cho dân tộc Việt Nam. Quý vị có biết rằng chúng ta hiện nay đang có một chính phủ thật sự. Chính phủ thật sự là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện nay là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, là vị tổng thống đầu tiên của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã được Hoa Kỳ song hành 30 năm và 28 quốc gia Liên Hiệp Âu Châu công nhận ủng hộ, có sự liên minh đoàn kết chặt chẽ. Và sắp tới đây, thời gian gần thôi, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc sẽ hộ tống Đức Quốc Công trở về nắm chính quyền và lo cho dân. Đây là một điều rất là đáng mừng. Một điều rất là đáng mừng. Và cái ngày khải hoàn khao trên quê hương Việt Nam sẽ đến. Đó. Cho nên anh chị em, chúng ta chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng ta chuẩn bị tinh thần để mà đón Ngài Đức Quốc Công. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý tinh thần. Và Đảng Cộng sản sẽ bị giải tán. Bắt buộc phải giải tán. Quý vị nên nhớ, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hộ tống Đức Quốc Công về nước. Bây giờ đang dọn đường. Hiện nay là quý vị thấy rồi đó, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Việt Nam, là dọn đường đó, dọn đường để cho Đức Quốc Công về nước đó nghe quý vị. Cho nên là thể chế Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa cờ vàng ba sọc đỏ sẽ đem trở về Việt Nam. Cờ vàng ba sọc đỏ chắc chắn Đức Quốc Công sẽ đem về Việt Nam, sẽ bay phất phới trên bầu trời Việt Nam chúng ta nha quý vị. Cho nên cái điều mà hiện nay mà người dân chúng ta cần làm là phải ủng hộ cho Ngài Đức Quốc Công về nước sớm, tiếp tục trưng cầu dân ý, đăng ký vào cái link tham gia đón tổng thống, để chúng ta khi Ngài về, chúng ta phải có 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, mấy mươi triệu người. Chúng ta sẽ đưa ra đường cầm cờ vàng từ Nam chí Bắc, Nam Trung Bắc. Đồng bào nên biết rằng Nam Trung Bắc chúng ta là một nhà. Mảnh đất của chúng ta là ông bà tổ tiên của chúng ta để lại. Chúng ta không thể nào để cho tàu cộng mà nó qua, nó cưỡng chiếm đất nước Việt Nam chúng ta, nó cướp nước Việt Nam chúng ta. Còn những cái tên tàu cộng mà gọi là trá hình đó, gọi là cộng sản của nó đó, gọi là quân của nó là cộng sản mà nó trá hình đó, thì Đức Quốc Công sẽ sàng lọc, đuổi nó về bên kia biên giới của nó, không có cho nó ở lại nước Việt Nam. Chứ chính phủ của chúng ta, Tổng thống Đào Minh Quân cũng không cần giết họ. Tại vì thật sự chính phủ này không có chủ trương giết người, cho nên không cần phải giết họ, chỉ cần đuổi họ về cái lãnh thổ của họ mà thôi. Còn người Tàu, người Hoa mà thật sự mà cư ngụ lâu năm ở trong nước chúng ta thì cũng là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam lâu đời thì cũng là người Việt Nam, thì tất nhiên là cũng phải ở lại mảnh đất Việt Nam. Chúng ta phải phân biệt điều đó, chứ không phải nói về nước ai người Tàu cứ đuổi người ta đi hết. Không phải như vậy. Đuổi những cái tên mà nó trá hình đó quý vị, Tàu cộng nó trá hình đó, nó phải đuổi nó chứ, đúng không? Còn những người Hoa mà ta ở trước kia như Chợ Lớn, người ta ở lâu đời, đó cũng là người Việt Nam thôi ha. Mình vẫn thương họ, chúng ta cũng là người Việt Nam. Và tôi cũng nói lại một lần nữa là tất cả các anh em cán binh bộ đội cộng sản hãy nghe đây. Các anh em cán binh bộ đội cộng sản, chúng tôi biết các anh sống dưới cái chế độ cộng sản, thì các anh đôi khi phải làm đường lạc lối và phải đi theo cộng sản. Đi theo tại vì sao? Tại vì cái cuộc sống mưu sinh để mà mình làm, mình kiếm cơm, kiếm tiền, mình nuôi gia đình, mình lo cho vợ, cho con, mình ăn học. Vì lẽ đó mà nhiều khi các anh phải làm việc cho cộng sản, rồi phải có tuổi đảng. Tại vì muốn làm chức cao, muốn kiếm nhiều tiền phải vô đảng. Nhưng mà ngày hôm nay
Tổng thống Đào Minh Quân chuẩn bị hồi hương rồi, sắp về nước rồi, thì các anh nên từ bỏ đảng đi nha, nên từ bỏ đảng để trở về với chính nghĩa dân tộc đó. Chúng ta phải trở về với căn nhà chung. Thì bỏ đảng bằng cách gì? Chỉ cần các anh trưng cầu dân ý ký đập mặt Hồ Chí Minh đó. Chúng ta phải trở về căn nhà chung để chúng ta cùng nhau xây dựng, tái kiến thiết đất nước và đuổi Tàu Cộng ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Thế thôi, rất là đơn giản. Tại vì cái cuộc chiến này là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không có dùng súng đạn vũ khí, mà chúng ta thắng Cộng sản là bằng chiến lược và mưu lược của Đức Quốc Công. Đã, ngài đã sử dụng, chuẩn bị 30 năm mấy năm nay. Cái chiến lược mưu lược, phải nói là chính lược đó, chính lược thuộc tầm vóc là chính lược đó, chính lược lệnh đó, là 30 mấy năm nay. Thì đồng thời bên cạnh đó, ngài đi bằng con đường tâm đạo. Con đường tâm đạo là con đường tình thương yêu đem đến cho mọi người, lo cho người dân chúng ta. Đó là thật sự là như vậy. Cho nên chúng ta phải biết được cái điều này. Và phải nói rằng là tôi nói thật quý vị, người dân Việt Nam chúng ta rất là may mắn. May mắn là ơn trên Thượng Đế Trời Phật còn cho tái sinh một vị thánh nhân có chân mạng thiên tử để mà giúp dân cứu nước, giúp dân cứu nước Việt Nam. Đó là còn thương nước Việt Nam chúng ta đó. Thí dụ như bây giờ ơn trên cho ngài sinh xuống mà ngài người nước Úc, nước Âu, nước Nga, nước Mỹ, nước Ấn Độ thì làm sao cứu được nước Việt Nam chúng ta quý vị, đúng không? Đó, cho nên quý vị phải tin là có Thượng Đế nha. Nha, có Thượng Đế nha. Tạo hóa nha. Chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Có Thượng Đế tạo hóa. Cho nên quý vị biết ngài Đức Quốc Công là người hữu thần. Ngài rất là tôn trọng, mà rất là tôn trọng và rất là phải nói là ngưỡng mộ tất cả các tôn giáo. Khi mà ngài về nước đó là mọi người dân chúng ta có quyền tự do tôn giáo. Chúng ta muốn theo đạo gì cũng được hết. Đạo nào cũng là trời Phật, cũng là ông bà, tổ tiên của chúng ta. Cho nên ngài Đức Quốc Công là một người hữu thần, luôn tôn trọng các tôn giáo. Chứ không phải là như cái đảng Cộng sản Việt Nam là cái tên Hồ Chí Minh là nó vô thần, vô gia đình, vô tôn giáo, vô đạo đức, vô tổ quốc, không có cái gì cả nha. Còn ngài Đức Quốc Công của chúng ta là có gia đình, có tôn giáo, có đạo đức, có tài trí, có gia đình, có tổ quốc, có tất cả. Cho nên những cái gì mà ngài Đức Quốc Công có thì Hồ Chí Minh nó không có. Ma quỷ mà làm sao có được, đúng không? Ma quỷ mà nó qua nó cướp nước mình, mà nó lập ra cái đảng Cộng sản Việt Nam, nó hại dân mình, làm sao có được quý vị, đúng không? Cho nên phải nói rằng người dân Việt Nam chúng ta rất là may mắn. Và ngày hôm nay ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn dân Việt Nam hiện nay đó quý vị. Tại vì sao mà gọi là hợp pháp? Tại vì được Hoa Kỳ công nhận và song hành, được 28 quốc gia Liên hiệp Âu Châu công nhận và ủng hộ. Và hiện nay có gần 7 triệu lá phiếu của Việt Nam, của người Việt Nam trong và ngoài nước. Cái gì thấy chưa? Và chính phủ chúng ta có quốc hội, một quốc hội khóa 1 gồm có 1.070 đại biểu nha quý vị. Chúng ta có 1.070 đại biểu là quốc hội khóa 1 do dân bầu. Và chúng ta có 85.000 người gọi là tham gia ở trong nước đó. Quý vị biết không, 85.000 người làm đơn tham gia vào chính phủ ở trong nước. Nói cho quý vị biết đó. Cho nên chúng ta có gần 7 triệu phiếu và 1.070 đại biểu đó đại diện cho 7 triệu phiếu. 7 triệu phiếu đó đại diện cho toàn dân Việt Nam. Đó quý vị. Cho nên chính phủ chúng ta ngài Tổng thống Đào Minh Quân là do dân bầu, là của dân, do dân và vì dân và lo cho dân. Chính phủ này là do dân bầu để mà lo cho dân, đại diện
cho toàn dân Việt Nam của chúng ta, nha quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải nhìn ra sự thật. Chứ đừng có cái đảng Cộng sản, quý vị biết rồi, nó có 800 cái báo lề đảng, nó nói có một chiều thôi. Nó không có cho người dân chúng ta nói sự thật. Bây giờ nó dám mở những cái, gọi là những cái mạng, trang mạng hay là những cái internet mà thoải mái không? Nó đừng có chặn những cái diễn đàn của chính phủ. Nó đừng có chặn những cái diễn đàn của chính nghĩa của chúng tôi ở đây. Để cho người dân nghe thoải mái. Thử coi người dân chọn ai? Thử coi người dân chọn ai? Chọn ai để mà là vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam? Tôi nói quý vị nghe nè. Cộng sản, nó có dám mở cái tổng tuyển cử không? Nó có tổ chức tổng tuyển cử không? Nó dám trưng cầu dân ý không? Thử coi người dân mình bầu ai biết liền. Đúng không? Nguyễn Phú Trọng bây giờ dám trưng cầu dân ý với Tổng thống Đào Minh Quân không? Đó, trưng cầu dân ý ra, trưng cầu dân ý đi. Đó, thử coi dân bầu ai. Người dân có quyền bầu cử, bỏ phiếu cho người nào mình yêu thích, mình chọn vị lãnh đạo của mình. Người dân có quyền chọn vị lãnh đạo cho mình nha quý vị. Đó, trong cái hiến pháp của Cộng sản nó có ghi đó. Người dân chúng ta có quyền chọn, bầu chọn, có quyền gọi là bầu cử, trưng cầu dân ý. Nhưng mà nó bưng bít hết, nó không cho người dân người ta, dân chúng ta làm. Đó, quý vị nên nhớ. Nhưng mà giàu sao đi nữa, Đức Quốc Công là một người rất anh minh, sáng suốt, đầy trí tuệ và trí huệ, đã lập ra một cái linh, sáng lập ra một cái linh để mà trưng cầu dân ý. Hiện nay quý vị biết đó, rất là an toàn, hiện đại, văn minh, tiện ích. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta có gần 7 triệu phiếu rồi, Cộng sản cũng chẳng làm gì được. Và người dân chúng ta hiện nay vẫn tiếp tục trưng cầu dân ý, vẫn tiếp tục vào cái linh đón tổng thống ghi danh, đúng không? Và cho nên chúng ta có Quốc hội khóa 1, 1.770 đại biểu, 1.070 đại biểu. Đó là một Quốc hội hợp pháp, hợp lệ nha quý vị. Tại vì chính phủ chúng ta là chính phủ chính danh, hợp pháp, hợp hiến, hợp lòng dân. Chúng ta có Quốc hội khóa 1 là hợp pháp, hợp hiến, hợp lệ, do dân bầu lên. Còn Cộng sản Việt Nam nó có 496 đảng viên của nó, không phải do dân bầu. Là chúng nó tự bầu bán với nhau từ khóa 10, thứ 12, 13, 14, rồi bây giờ là 15, sắp tới đây. Cho nên người dân chúng ta phải nhìn ra cái vấn đề đó. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là của người Việt Nam. Nhà cầm quyền, cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không có do người dân bầu chọn. Cho nên Quốc hội của Cộng sản hiện nay là một Quốc hội bù nhìn công cuối đó, bù nhìn đó. Rồi gọi là nắm toàn quyền trong tay. Cái Quốc hội bù nhìn của Cộng sản hiện nay đó, nó nắm toàn quyền, sinh sát trong tay, dưới sự điều khiển của Tàu Cộng là lệnh trên. Dưới sự điều khiển của lệnh trên là Tàu Cộng ở bên Tàu chỉ qua. Quý vị có biết rằng cái bộ chính trị Đảng Cộng sản cũng vậy thôi. Từ là lệnh trên ở bên Tàu nó chỉ qua, nó ra lệnh bây giờ cướp cái nhà đó là phải cướp, cướp cái miếng đất ở vùng đó là phải cướp, muốn làm cái gì là phải làm, là chỉ biết vâng lệnh thôi. Tại sao? Tại vì là công cụ, Đảng Cộng sản Việt Nam là công cụ của Tàu, mà lấy gì không nghe nó giết sao? Đó. Phải luồn cuối, phải nịnh bợ mà sống chứ, đúng không? Cho nên ngày hôm nay người dân Việt Nam chúng ta đã nhìn ra tất cả rồi. Ngày hôm nay người dân Việt Nam chúng ta có một chính phủ thật sự. Đó, tôi nói rõ cho quý vị đồng bào nghe. Người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có một chính phủ thật sự, chính danh, hợp pháp và chính nghĩa. Được Hoa Kỳ song hành và 28 nước Liên Hiệp Âu Châu công nhận. Chính phủ chúng ta là ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã được gần 7 triệu phiếu của người dân bầu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam hiện nay, và chuẩn bị từng bước tiến để trở về Việt Nam. Sắp tới đây sẽ hồi hương, sẽ được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hộ tống về nước trong thời gian sắp tới đây. Thì Cộng sản nó sẽ tan rã thôi, nó rã thôi. Cho nên chúng tôi thật tâm, chân thành kêu gọi tất cả anh chị em cán binh công an bộ đội Cộng sản ngay từ bây giờ, hãy quay về với chính nghĩa dân tộc, hãy cởi bỏ áo xanh áo trận ra đi. Đừng có theo cái đảng Cộng sản nữa. Cái đảng Cộng sản là tàn ác, vắt chanh bỏ vỏ,
sử dụng các anh công an mấy chục năm, tới hồi người ta về hưu, hất người ta ra, tước cái quyền công an nhân dân của người ta ra, để người ta không còn cái quyền lợi gì để hưởng. Đó là cộng sản đó, Hồ Chí Minh tạo ra đó. Tại vì các anh bị lừa rồi, cho nên bữa nay phải sáng mắt ra. Tưởng là đảng cộng sản, công an lập ra để mà bảo vệ cho đảng cộng sản, không có bảo vệ dân, đúng không? Đâu có bảo vệ dân, bảo vệ cho cái đảng cộng sản. Trong khi người dân mình thì hà hiếp đánh đập. Bây giờ người dân mình đi ra đường, nó gặp công an mà nó đứng một cái là lo quay đầu đi ngõ khác. Chứ không thôi á, là nó thổi cái quét là nó là tốn tiền, đúng không? Đó. Cho nên á, là người dân của chúng ta, Việt Nam của chúng ta sắp đổi đời rồi, sắp thay đổi rồi. Sắp tới đây Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi. Phải thay đổi thôi. Tình hình chính trị Việt Nam phải thay đổi. Tại vì cái đảng Cộng sản Việt Nam nó thối nát, không có làm lợi cho dân, không phải là lo cho dân. Cho nên là phải thay đổi. Và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ trở về lo cho đồng bào Việt Nam chúng ta trong những ngày sắp tới đây. Trước khi chia tay, thì chúng tôi cũng thật tình nói với anh chị em, bà con, cô bác, đồng bào chúng ta, hãy vững tâm bền chí, hãy cố gắng, tức là chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đón Đức Quốc Công trở về nước trong những ngày sắp tới, và chuẩn bị cờ vàng, ba sọc đỏ nha. Chúng ta phải tinh thần phải mạnh mẽ lên. Ngày hôm nay chúng ta đã có vị lãnh đạo. Chúng ta đã có vị lãnh đạo tối cao của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Đó. Chúng ta đã có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chúng ta có chính phủ, có một chính phủ thật sự để mà lo cho dân. Thời gian có hạn. Trước khi chia tay, chúng tôi là Thiếu tướng Võ Kim Lan, là chỉ huy trưởng của đoàn nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, xin kính cảm ơn Ngài đã vì lòng thương dân yêu nước vô bờ bến mà đã hy sinh tất cả, suốt cả cuộc đời. Cầu xin ơn trên, Thượng Đế, Trời Phật luôn gia hộ chúc phúc độ trì cho công cuộc giúp dân cứu nước, giải thể Cộng sản tại Việt Nam của Ngài được thành công viên mãn. Kính chúc tất cả các quý đồng bào, anh chị em và các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh tại Việt Nam cùng các quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời luôn được an lành, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày khải hoàng khao trên quê hương Việt Nam, dấu yêu của chúng ta. Xin trân trọng kính chào quý vị.